Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, giảm khoảng hơn 5 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,30%. Giao dịch ở mức 1.788,73 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.787,39 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.794,87 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,05%, giao dịch ở mức 106,250 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,78%, giao dịch ở mức 22.900 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,29%, thời điểm này chỉ còn giao dịch ở mức 2,775% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,63%, thời điểm này đang giao dịch ở mức 89,942 đô la Mỹ trên một thùng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC kỳ vọng năm nay doanh thu tăng 1.000 tỷ đồng và lãi trước thuế tăng 4 tỷ đồng so với năm ngoái. Ban lãnh đạo SJC đặt mục tiêu các chỉ tiêu tài chính đều cải thiện so với năm 2021, giai đoạn dịch bệnh khiến nhiều hoạt động kinh doanh vàng bạc và trang sức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh thu dự kiến đạt 18.757 tỷ đồng, còn lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 60 tỷ đồng và 48 tỷ đồng. Biên lợi nhuận dòng của SJC tính theo mục tiêu này là 0,25%, thấp hơn nhiều so với tỷ suất sinh lời là 5,11% của P&G. Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, ban lãnh đạo SJC liệt kê ra nhiều nhiệm vụ quan trọng như hoàn thiện công tác cổ phần hóa, phát triển công ty thành một trong hai doanh nghiệp đầu ngành về sản xuất và kinh doanh nữ trang, mở rộng thị trường kinh doanh sang các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì vào hồi cuối tháng 7, Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cho biết hiện tại thì công ty chỉ cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao để có quỹ lương cho người lao động so với giai đoạn trước 2021. Lợi nhuận hàng năm của công ty đã giảm mạnh từ mức 300 cho đến 400 tỷ đồng xuống còn chưa đến 80 tỷ đồng. Bà Hằng nói thêm từ khi mà SJC được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia, việc sản xuất được quản lý rất chặt, công ty không còn được dập vàng miếng từ vàng nguyên liệu, mất hoàn toàn lợi thế về kinh doanh cũng không được hưởng lợi khi mà giá vàng trong nước chênh lệch tới vài chục triệu so với giá thế giới. Năm ngoái thì công ty này có doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020 và xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 75 tỷ đồng, nhưng công ty chỉ đạt 56 tỷ đồng. Ban lãnh đạo SJC khi đó lý giải doanh số giảm mạnh do công ty ngừng hoạt động trong thời gian dài và các cửa hàng bán lẻ nằm trong trung tâm thương mại phải đóng cửa vì dịch bệnh. Sau khi trở lại giai đoạn bình thường, công ty đối mặt khó khăn mới khi mà các doanh nghiệp cùng ngành tung các chính sách tuyển dụng đãi ngộ hấp dẫn để thu hút nhân sự từ SJC. Phần cuối cùng của bản tin này, để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thì sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này thì giá vàng SJC tiếp tục suy giảm quý vị và các bạn nhé, còn với vàng nhẫn một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì đà giảm nhẹ. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại đang là 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.600.000, bán ra 6.702.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. P&G Hồ Chí Minh mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. P&G Hà Nội mua vào 6.605.000, bán ra 6.700.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.595.000, bán ra 6.695.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra.
Bảo Tín Minh Châu vào 6.602.000, bán ra 6.698.000, giảm 19.000 ở chiều mua vào, 17.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.675.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.595.000, bán ra 6.695.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.702.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì cũng tiếp tục suy giảm, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán, hay là giảm 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.600.000, bán ra 6.702.000. SJC Huế vào 6.597.000, bán ra 6.703.000. STC Bình Phước mua vào 6.598.000, bán ra 6.702.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. STC Long Xuyên mua vào 6.602.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.600.000, bán ra 6.702.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.598.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, giảm trong khoảng từ 21 cho đến 50.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.230.000, bán ra 5.320.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.220.000, bán ra 5.280.000. Vàng 24K mua vào 5.097.7.000, bán ra 5.227.7.000. Giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 3.775.4.000, bán ra 3.975.4.000, giảm 3.700 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.893.5.000, bán ra 3.093.5.000, giảm 3.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.017.000, bán ra 2.217.000, giảm 21.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.